Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh do Hội đồng Anh và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Tên tôi là Kim Chi. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Oplae, hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Và hôm nay sẽ là phần 9, câu chuyện có tên là Looking for Work. Một đối thủ cạnh tranh của hãng Oplae đã mở đường bay đến Freeport. Điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc làm ăn của cơ trưởng. Nhưng với Bruno thì đây là điều tốt vì cậu ta đã tìm được việc làm, đưa ông Robinson, cơ trưởng của hãng đối thủ này, đi câu cá. Mặc dù chuyến đi không thật thành công như chúng ta đã biết. Well, gentlemen, to be honest, it hasn't been the most successful day's fishing I've ever had. No, we shouldn't have come so far out. I told you that, Mr. Stokes. Ugh, it's just bad luck, that's all. Now, if we wait just a little bit longer... No, I think we should call it a day. The sun's going down, so it's about time we headed back to the harbour. Good idea, Captain. Don't you think we should stay just a little bit longer? Just until it gets a bit darker, maybe? No, thank you. I've had quite enough. I need an early night. Start the engine, Bruno. Will do. Oh, sounds like we've got a bit of a problem. Yeah, there's definitely something wrong here. What? Have you got enough fuel? I'll have a look in the tank. Oh no, we're out of petrol. Completely. Where's the spare tank? The spare tank? Come on, Bruno, come on. The spare tank! I don't think we've got a spare tank. What? Bruno! Look, I need to get back to Freeport. I'm flying a plane back to London at 9 o'clock tomorrow morning. Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra trong văn phòng hãng hàng không Oplae. Sáng hôm sau, Pavi đến văn phòng và nói với cơ trưởng. You're looking very gloomy. Trông ông buồn rầu thế. Cơ trưởng giải thích đó là do vẫn không có thêm hành khách nào đặt chỗ cho chuyến bay vào buổi chiều. Nhưng Pavi nói với ông. I think all that might be about to change. Tôi nghĩ có lẽ mọi việc sẽ thay đổi. Và câu hỏi đầu tiên là, tại sao mọi việc lại có thể thay đổi? Tiếp theo, chúng ta rời văn phòng hãng Oplae và xem chuyện gì xảy đến với Bruno, ông Stokes và cơ trưởng Robinson. Khi nghe đoạn hội thoại này, các bạn hãy lưu ý để trả lời hai câu hỏi. Cơ trưởng Robinson cho rằng điều gì sẽ xảy ra với ông ta? Và Bruno đề xuất điều gì? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. Morning, Captain. Hello, Pavi. You're looking very gloomy. Yes. There are still no more bookings for this afternoon's flight. Why wouldn't I be gloomy? Oh, but I think all that might be about to change. What do you mean? Haven't you heard what's going on down at the airport? No. Well, it looks like that other flight to London has been delayed. Really? Yes. There are queues and queues of people at the check-in desks, and it sounds like they're all getting rather angry. That's interesting. Good morning. Oh, hello. I was wondering, is there an Oplae flight to London today? Yes, there certainly is, at 4 o'clock this afternoon. Oh, I don't suppose there are any tickets left, are there? Yes, I think there probably are. Oh, that's such a relief. I've got to get back to London today. Can I buy 3? Absolutely. Now. So, do you have any idea what's happening down at the airport? Well, I don't know exactly, but people are saying that the captain of the flight has gone missing. The captain has gone missing? Where on earth can he be? Come on! Keep rowing! Pull harder! I should have been at the airport half an hour ago. Don't you think we should take a break? We've been rowing all night. I'm completely exhausted. Yeah, and I still say we've been rowing in the wrong direction. I mean, there's no sign of land at all, is there? We're probably further away from the airport now than when we started. Oh, don't say that. I can't believe this is happening to me. You idiots! You fools! Steady on, Captain. I'm going to miss the flight, aren't I? I'm going to lose my job. Calm down, Captain.
I'm sure things aren't that bad. And what do you know about it? You ruined my career. I tell you what, Captain. Why don't you try your mobile phone again and see if you can get a signal? I've been trying to do that all night. Well, there's no harm in trying again, is there? Vậy tại sao Pavi nói khả năng sẽ có thay đổi với hãng Opla Air? Cô nói với cơ trưởng. It looks like that other flight to London has been delayed. Có vẻ như chuyến bay của hãng kia đến London đã bị hoãn. Và cô tiếp tục. There are queues and queues of people at the check-in desks, and it sounds like they're all getting rather angry. Mọi người xếp hàng rất dài tại bàn đăng ký thủ tục, và có vẻ họ rất tức giận. Rồi có người đến văn phòng hãng Opla vì muốn mua 3 vé chuyến bay chiều hôm đó. Cơ trưởng muốn biết điều gì đang xảy ra. Người khác nói với ông. People are saying the captain of the flight has gone missing. Mọi người nói cơ trưởng chuyến bay đó mất tích. Chúng ta đã biết tại sao cơ trưởng lại mất tích. Vì ông ta vẫn đang ở ngoài biển, trên chiếc tàu câu cá nhỏ với Bruno và ông Stokes. Họ đã cố chèo thuyền suốt đêm qua để quay trở lại Freeport. Ông Stokes phàn nàn. I'm completely exhausted. Tôi hoàn toàn kiệt sức rồi. Và cơ trưởng Robinson cho rằng điều gì sắp xảy ra với mình. Ông nói. I'm going to miss the flight, aren't I? I'm going to lose my job. Có lẽ tôi sẽ lỡ chuyến bay. Tôi sẽ mất việc. Chắc chắn là ông ta không vui rồi. Nhưng Bruno có một đề nghị. Why don't you try your mobile phone again and see if you can get a signal? Tại sao ông không thử lại xem điện thoại di động có bắt được sóng không? Và chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện này sau vài phút nữa. Và đừng quên các bạn có thể tìm thêm tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Trong đoạn hội thoại tiếp theo, chúng ta tới con phố có cửa hiệu nơi Kika làm việc. Vợ của cơ trưởng Robinson lao đến và nói. Have you heard anything from Bruno? Cô đã nghe được gì từ Bruno chưa? Nhưng tất nhiên là chưa. Bà Robinson nói. I've been worried sick. Nothing like this has ever happened before. Tôi lo phát ốm lên rồi đây. Việc như thế này trước đây chưa từng xảy ra. Và câu hỏi đầu tiên là, theo bà Robinson, ai phải chịu trách nhiệm cho việc này? Và chúng ta trở lại chiếc tàu nhỏ ngoài biển. Có hai câu hỏi nữa. Bruno nhìn thấy gì ở phía xa? Và cơ trưởng Robinson cố gọi cho ai? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. Kika! Kika! Oh, hello, Mrs. Robinson. Have you heard anything from Bruno? No, not a word. You haven't heard from Captain Robinson then? No. I've been worried sick. Nothing like this has ever happened before. And we've been married for over 20 years. Well, it's the second time it's happened to me in the last 3 days. But where on earth are they? I called the police, but they were no help at all. What are we going to do? I don't know, but I'm sure there's a simple explanation. Well, my husband should be at the airport already. If he doesn't get there in the next 20 minutes, they'll cancel the flight. And if they cancel the flight, he'll lose his job. And if he loses his job, I don't know what we'll do. Oh, I don't expect it'll come to that. That's easy for you to say. Oh, Kika, this is all your fault. What do you mean? I blame you for this. I should never have trusted you. Oh, Mrs. Robinson, that's not fair. My husband's gone missing too. I've been up all night as well. You're not the only one with problems. I tell you what, Captain. Why don't you try your mobile phone again and see if you can get a signal? I've been trying to do that all night. Well, there's no harm in trying again, is there? No, I suppose you're right. Actually, do you know something? If you look out there, I'm sure you can see some land. Where? Way out there in the distance. Oh, yes! You're right! Oh, that's wonderful news! If we can see land, then surely I can get a mobile phone network. Yes, yes! What time is it? Is there still time? Come on, come on! Hello, is that the emergency services? The emergency services? Oh, no! Yes. Captain, you can't call the emergency services! Hmm. What are you talking about, Mr. Stokes? Who do you expect him to call? Yeah? I want nothing to do with the emergency services, do you hear? Mm? What if they send the police? Mm. But Mr. Stokes, yeah. How else are we ever going to get home? Yes, we're out at sea in a little fishing boat. Yes, that's right. Vậy theo bà Robinson, ai phải chịu trách nhiệm cho việc này?
Kika, bà Robinson nói với cô. I blame you for this. I should never have trusted you. Đây là lỗi của cô. Tôi không nên tin cô mới phải. Và trên tàu, Bruno nhìn thấy cái gì ở phía xa xa. Anh nói. If you look out there, I'm sure you can see some land. Nếu nhìn về phía kia, tôi chắc ông sẽ nhìn thấy đất liền. Cơ trưởng Robinson tỏ ra vui mừng vì ông nghĩ có thể bắt được sóng điện thoại. Và ông đang cố gọi cho ai? The emergency services. Vâng, ông ta muốn gọi lực lượng cứu hộ đến giải cứu. Nhưng ông Stokes thì không thích điều này chút nào. Tại sao vậy? Đương nhiên rồi, vì ông ấy đang bị cảnh sát truy nã. Vậy lực lượng cứu hộ có đón và đưa ông Robinson đến kịp chuyến bay không? Và lần này, ông Stokes có trốn thoát khỏi cảnh sát không? Chúng ta sẽ nghe tiếp phần cuối câu chuyện tìm việc làm trong buổi học lần sau nhé. Oplae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một vài cách diễn đạt đã xuất hiện trong bài học hôm nay. Đầu tiên, từ có nghĩa thiểu não, buồn rầu là gì? Gloomy, gloomy. Và từ chèo thuyền là gì? Rowing, to row, rowing. Và cụm từ tôi đổ lỗi cho cô, tiếng Anh là gì? I blame you, I blame you. Và lực lượng cứu hộ trong tiếng Anh là gì? Emergency services, emergency services. Mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay. Morning, Captain. Hello, Pavi. You're looking very gloomy. Yes. There are still no more bookings for this afternoon's flight. Why wouldn't I be gloomy? But I think all that might be about to change. What do you mean? Haven't you heard what's going on down at the airport? No. Well, it looks like that other flight to London has been delayed. Really? Yes. There are queues and queues of people at the check-in desks, and it sounds like they're all getting rather angry. That's interesting. Good morning. Oh, hello. I was wondering, is there an Obla Air flight to London today? Yes, there certainly is, at 4 o'clock this afternoon. Oh, I don't suppose there are any tickets left, are there? Yes, I think there probably are. Oh, that's such a relief. I've got to get back to London today. Can I buy 3? Absolutely. Now. So, do you have any idea what's happening down at the airport? Well, I don't know exactly, but people are saying that the captain of the flight has gone missing. The captain has gone missing? Where on earth can he be? Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe xong chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.